gọi con này nó đang bảo là có em bé ở đây thì bà đang bảo là chúng mày về xong là hỏi thằng Khánh đây xem là có đảm bảo có trông non được nó không, mày có thể đảm bảo đời sống cho nó sau này được không, lo toan cho nó không phải đi cày đi cấy. Thì bà bảo đi để gọi bố mẹ về đây mà bàn. Ý là bà đồng ý thượng con yêu nhau đúng không bà? Con cảm ơn bà. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con người ơi. Đây anh. Đây bảo đang làm sao rồi? Mà anh bảo. Dạ. Bây giờ vào có gì anh cũng nói hết bà chưa? Theo vâng. Cũng đỡ là rồi chưa? Vâng. Con này nó đang bảo là có em bé ở đây thì bà đang bảo là chúng mày về xong là phải đến Khánh đây xem là có đảm bảo có trông non được nó không, mày có thể đảm bảo đời sống cho nó sau này được không, lo toan cho nó không phải đi cày đi cấy. Thì bà bảo đi để gọi bố mẹ về đây mà bàn. Ý là bà đồng ý tượng con yêu nhau đúng không bà? Đấy, bây giờ thì nhớ rồi thì biết làm sao được nữa. Con cảm ơn bà. Chị bố cô, con đi rồi. Bà đồng ý rồi đấy, anh không phải sợ đâu. Bởi vì bà cháu cũng thưa với bà là bây giờ cháu với Ngọc có tìm hiểu nhau cũng được 1-2 năm rồi. Thì bây giờ bọn cháu cũng đỡ có bầu với nhau rồi. Thì bây giờ cháu cũng mong sao là bà với bên gia đình nhà cháu tác hợp cho bọn cháu đến với nhau. Đấy thì hôm qua thì bảo vậy đấy, thì về đây bà nằm bà cứ nghĩ bà lo, bảo thôi giờ nhỡ rồi thì thôi thì bà cũng chấp nhận thôi. Thì giờ lên hỏi con xem là mày có lo đời sống chỗ này được không, đảm bảo đến cho nó được không, sau này thì con có cái đấy liệu có lo được không, giờ tuổi thì cũng một tí thôi. Vâng, bây giờ lo được để lo cho nó cuộc sống sau này, còn con còn cái còn gia đình. Vâng. Nếu mà lo được thì là về bảo bố mẹ lên đây để nói chuyện bà bàn. Vâng, vậy thì bà vậy cháu xin phép, vậy thì để cháu về cháu thưa chuyện với bố mẹ cháu là để mai bố mẹ cháu lên đây nói chuyện với bà như thế nào như bà nhá. Đấy bà thì bà bảo rồi, đêm qua thì bà nằm bà cũng nghĩ là bảo đấy, bây giờ thì chót nhỡ rồi biết làm sao được. Thế giờ làm sao giờ, chúng mày hai thằng đều bé nhỏ như vậy của người ta một tí liệu có lo được cuộc sống, cả một cuộc sống bây giờ đã bước vào đời rồi, bước vào gia đình rồi, có vợ có chồng có con có cái, lo cả một cuộc sống với cuộc đời dài dòng lắm, không đơn giản đâu con ạ. Cái thằng Khánh thì có lo được cho nó không, bây giờ về vẫn để đi cấy đi cày cho nó tay bùn thì liệu cũng được không? Vâng. Tao không nhất trí vậy đâu, bây giờ vâng. Cháu tao không để từ xưa nay là nó không có bị chân nấm tay bùn, nó không có vất vả, thế bây giờ về mày có đảm bảo đời sống cho nó sau này được không, hay là bắt đi cấy đi cày lúc chẳng bảo được nhau nữa thì vất vả, lúc đấy là xin chuyện. Vâng, dưới nhà cháu cũng thực sự với bà là cũng làm nông thôi, bố mẹ cháu cũng đi làm nông, cũng có chút ruộng chút đồng đấy ạ, nên vậy nếu mà Ngọc lấy cháu ra thì vẫn phải đi cày. Đấy Ngọc đấy khắc phục được thì đấy là tùy, còn bà thì bà ngăn cản đấy, bà bảo không nghe bà thì giờ đến mức độ giờ đấy em bé đã có rồi thì biết nói thế nào. Thế giờ chúng mày giờ đấy bây giờ đã thành vợ thành chồng là phải lo cuộc sống, lo con lo cái lo gia đình, thế còn bố mẹ thì nhờ vả được phần nào thôi. Vâng. Thế bà thì bà muốn là không cho dân lắm tôi buồn không khổ. Vâng. Thì bà ngăn cản các con từ đầu, nhưng đến giờ bước này thì biết là nói làm sao được nữa. Bà cũng nghĩ rồi, đêm qua bà nghĩ rồi đấy, giờ đi bà gọi chúng mày về đấy, bà bảo đây. Vâng. Xem là giải quyết thế nào, bố mẹ con lên đấy, bảo ông bà các bác ở dưới nhà lên đi, lên nói chuyện sẽ được thì là bà lo cho vậy thôi. Bà cho cháu bảo thì bà bảo cả để cháu về cháu bảo bố mẹ với bảo cả các bác nhà cháu lên nói chuyện với bà như vậy nhá. Đấy. Thì ở dưới nhà cháu là thôi bước đầu bà bảo vậy này, bước đầu thì cứ bảo bố mẹ con lên hãy được không. Vâng. Con nói chuyện hãy em tình ý ông bà ra làm sao ấy, thì bắt đầu hãy nói chuyện đến các bác được không. Vâng. Vậy thì để cháu về cháu bảo con, bố mẹ con cháu lên xong rồi con bảo bố mẹ con lên. Vâng. Quan trọng nhất là anh đấy,
cuộc sống của anh nhiều lắm đấy, có con có cái không được uống sữa nữa đâu, bây giờ sữa là phần con đấy. Thế nên là các anh các chị cần trẻ người non dạ thì thế thôi, nhưng cuộc sống bước của đời nó vất vả lắm, phức tạp lắm, con chân lắm con ạ. Cháu cũng biết là vậy, nhưng mà bây giờ bà đã đồng ý cháu với Ngọc đến với nhau thì cháu thực sự rất là mừng, rất là cảm ơn bà. Còn chỗ mẹ của Ngọc nữa, có gì bà bảo qua giúp cháu ấy. Thôi chỗ mẹ của Ngọc thì bà đã đồng ý, bà đã phải nhất trí thì mẹ nó cũng nhất trí thôi, không có lo chỗ mẹ. Vâng. Bà bảo từ nọ nay không nghe bà, từ năm ngoái năm nay bà không có đồng ý đâu. Chúng bây giờ Khánh là cố gắng kiếm tiền mà lo cho con, cho vợ ấy. Cái gì? Bây giờ thương rồi thì biết làm sao được nữa, thì phải chấp nhận biết làm nào. Gạo nó thêm cơm rồi bà. Nên sư bố như cô nói thì chả nghe bà. Đạo nhất mình. Thôi. Mấy nữa Khánh vào cho đi cấy xem là nó có biết cái nỗi khổ của nó. Ở nhà từ xưa nay sướng. Có bạn biết đi cấy mà. Ừ, cứ đấy biết đi cấy đi. Năm ngoái cũng xuống nhà cháu cấy thì bà cũng biết rồi, bà cũng xuống, bà cũng xem Ngọc cấy đây. Chắc năm nay có bầu chắc cũng không phải đi đâu. Năm sau đẻ tiếp rồi nó phải đi cấy. Ừ. Đẻ thì tốt. Vậy thì chồng có hai cái nuôi sao được. Ngồi anh bảo mai bảo cô bảo mẹ nuôi em bà Hiền là cô Hiền rồi. Bà Hiền cô Hiền đấy. Chưa. Đấy. Không biết là giờ bác chú Minh chú Đăng ổn không biết là mẹ Hiền em đi được không ấy, tại vì là không trông chú nhỡ sơ không may một cái chú đi ra đường ấy, là chú không nhớ cái gì ấy, nên sợ lắm. Em chỉ báo qua, em báo qua mẹ ấy. Nếu mà cô Hiền cô lên được thì lên vui với em, còn không em cũng lo cô ở nhà chú Vinh đấy, chú tai nạn thế. Con cứ về con bảo bác thương lên đây. Vậy thì để vậy thì để cháu về cháu bảo bố mẹ cháu xong là lên nói chuyện với bà trước. Điện bà bảo vào điện bà bảo với định mẹ nó, ý mẹ nó làm sao. Thôi thì ý gì thì ý, đến giờ bước đồng này thì không nói gì được ý được nữa rồi. Bây giờ chỉ ra trách nhiệm cho anh Khánh thôi, với lại vợ chồng bác khai thôi, trách nhiệm là phải lo cho Ngọc. Có vậy thôi chứ bây giờ nói gì được nữa. Bà thì hôm nọ bà cũng hăng với con cháu vậy đấy, nhưng mà ngược lại đêm nằm bà cũng phải nghĩ. Bây giờ đã nhỡ rồi thì biết làm sao được, giết được à? Giết thì chả giết được. Thế còn đứa chọn đứa nhẹ, đứa nhỏ thì nó sinh ra thì nó có tội tình gì bắt nó phải khổ. Cho nên bà cũng nghĩ đến mức độ vậy, bây giờ bà đi gọi các con lên đấy thì bà bảo như vậy. Thế thì Khánh có trách nhiệm, Khánh thì về nói chuyện với bố mẹ dưới nhà. Thì lên nhà nói chuyện với bà. Thế bà lên tiếp cục rồi. Bà bổ nó phát. Không liều nữa rồi. Vậy thì bây giờ xong rồi thôi ở đây mình nấu cơm, ăn cơm. Thôi cháu vậy, để cháu xin phép cháu về dưới nhà. Cháu thư chuyện với bố mẹ cháu. Họ để bố mẹ cháu chuẩn bị. Mày thì sướng quá thì cần gì nữa, như ý nhá. Cười. Mày tươi lắm ý, bà tươi lắm. Không nghe cái ấy. Anh vậy thì anh phải về bảo với bố mẹ anh ở đây, có nếu mà mai nhà anh lên thì em phải ở đây chứ. Ừ, vậy không về, nó Ngọc ở đây đừng có đi nữa. Là bà. Đấy bà. Phải nốt một hôm có không may nhớ bà. Ông nội cháu cũng bảo là Ngọc ở đây, bà mà cháu không ở xong. Cháu vui với mẹ nó vừa ở đây và là thấy Ngọc theo vậy đấy trốn. Thì nó trốn bà đấy, nó trốn bà nó đi mà. Vậy nên bà mới bảo thôi mất đường cùng bà thì chấp nhận thôi, biết làm sao được. Nó cứ trương phi như vậy. Anh lấy em về là hơi khổ đấy. Vâng, vậy thì bà với bà ở đây cháu xin phép cháu ở đây đúng không cơ? Thôi cháu về cháu phải bảo bố mẹ cháu gì nhỉ. Vâng, vậy thì bà cứ làm nhá, bà gọi ra đây thì về em gợi ý đi, bà cứ làm vườn nhá, mai bảo bố mẹ lên. Vâng Ngọc ở nhà nhá, đừng đi nữa nhá. Vâng bà đồng ý cho anh em mình ở đấy để là ngày mai nhá. Anh về bảo bố mẹ và các bác lên luôn. Không, anh về anh bảo bố mẹ anh lên là bà. Không, nghe bà nói như. Không, thì bảo bố mẹ là kiểu để em bảo bà tối có gì điện thông qua bố mẹ xem là mai các bác nhà anh được đến đúng không? Ừ. Thì các bác lên. Là bố mẹ ở nhà đang chuẩn bị bàn ghế các thứ cỗ rồi. Cỗ rồi, mai nhà em cũng có cỗ, nhà anh cũng có cỗ. Anh được đón dâu về nhá. Ừ, thôi, bây em vào và nói chuyện với bà. Cảm ơn bà đấy nhá. Anh vào đây. Anh về nhá, em vào nói chuyện với bà. Vậy bà cho bà ra về đây. Anh về nhá, về cẩn thận nhá.